Xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một giò lan là dáng hương tam bảo sắc, đang nở rất là rộ và rất là thơm. Trong vườn lan của Hoa Vườn Nhà thì dáng hương tam bảo sắc là một trong những cái loại lan được rất là được ưu ái trồng, bởi vì là nó rất là thơm các bạn ạ. Với cái dòng lan này thì chủ yếu là ghép trên các loại gỗ, ví dụ như gỗ lũa hoặc là gỗ nhãn, gỗ vú sữa. Ở đây thì ghép trên một cái miếng gỗ này, thực ra nó cũng chẳng phải gỗ lũa đâu, vẫn sống khỏe. Chăm bón thì mình chủ yếu là dùng hữu cơ là phân dê để cho cái túi này. Tam bảo sắc thì nở rất là thơm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy mặt hoa đây, để các bạn khi mà đi mua hoặc là gặp ở đường hoặc là vào trong những vườn lan mua thì các bạn không bị nhầm mặt hoa đây. Tam bảo sắc là một trong những dòng lan rừng rất là đẹp. Đây, hoa nó có vòi khoảng độ 20 đến 30 cm. Đây là chiều dài. Cánh hoa thì có màu tím, màu tím ở phía đầu cánh này. Rồi phía dưới thì nó có cái màu ngà ngà vàng, có cái mùi rất là thơm. Rễ thì thả xuống nhìn như là rễ cây đa cây đài, rất là đẹp. Đặc biệt loại này rất là dễ chăm nhé các bạn nhé, ghép rất là dễ ghép. Các bạn có thể mua ký về các bạn ghép vào những cái thân gỗ, các bạn cho một chút rêu vào để cho nó giữ ẩm, thế thôi là nó sẽ sống. Hoặc là các bạn có thể tách ghép vào cây những cái cây mà đang trồng trong vườn ấy, ví dụ như cây nhãn, cây cau, cây sung, rồi một số các loại cây trồng trong vườn nhà bạn ấy, sau nó cây vú sữa chẳng hạn đấy, sau nó ra hoa nó thả xuống rất là đẹp. Tam bảo sắc thì nó rất là thơm cho nên là rất là nhiều người chơi lan thích. Hiện tại thì các anh em buôn bán thì chơi va rất là nhiều trong dòng lan đột biến ấy. Chính vì vậy nó bị đội giá. Đội giá thì đâm ra là chơi nó không được an toàn. Còn những cái dòng lan này thì nó rất là rẻ thôi. Mua ký 200-300 nghìn một ký và ghép thoải mái, một ký thì các bạn có thể ghép được rất là nhiều giò. Cái tam bảo sắc này cũng có thể ghép ra giò nhưng mà ít người làm như vậy, đa phần người ta ghép vào gỗ các bạn ạ. Đa phần là ghép vào gỗ nhé. Đây, cái vườn lan nhà mình thì hiện tại bây giờ là nó hết hoa rồi, chỉ còn cái giò trầm này và tam bảo sắc đang nở. Đây, các bạn nhìn trầm này, đây là trầm tím nhá, trầm rừng đấy. Trầm nở thì vô đối rồi. Đấy, trầm nở thì vô đối rồi. Đây, nụ như là nụ hoa này, như là cái rau muống này. Đấy, nụ chi chít. Và một số cái cây hoa, cái lan hồ điệp thôi, một số lan hồ điệp là còn đang nở. Đấy. Rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà. Chúc các bạn một ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà cho các bạn nha.